Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Nếu anh không còn gì để vương vấn, người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng thèm xót xa. Ok, đúng rồi. Gia đình đã đi du lịch nhiều ở Việt Nam chưa? Chưa đi hết tỉnh, nhưng mà mình đi du lịch nhiều. Rồi, vậy mình sẽ bỏ qua chủ đề du lịch luôn. Ủa sao vậy? Chúng tôi sẽ có những chủ đề phong tục, tập quán, ẩm thực, ngôn ngữ, du lịch, âm nhạc. Vâng, trước khi đến với lựa chọn, cho Đình ơi, cho Đình đã đi du lịch nhiều ở Việt Nam chưa? Chưa đi hết tỉnh, nhưng mà mình đi du lịch nhiều. Rồi, vậy mình sẽ bỏ qua chủ đề du lịch luôn. Ủa sao vậy? Cái gì vậy? Chưa đi nhiều. Chưa đi nhiều biết đâu mình sẽ học thêm kiến thức mới. Không, tôi đang dành chiến nhắc cho đội của tôi, đừng có nói. Anh MC kỳ cục. Nhưng em rất kỳ cục hơn là bên kia chọn. Không nên nói nữa. Em kỳ. Em kỳ. Mika, biết hát không? Biết hát một chút thôi. Một chút hả? Thử xem. Ok. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Nếu anh không còn gì để vương vấn, người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng thèm xót xa. Ok, đúng rồi. Thế thì bây giờ trong đây nó có chủ đề âm nhạc đó, không biết là nhà mình có muốn chọn luôn chủ đề âm nhạc trước không? Dĩ nhiên là mình phải chọn âm nhạc. Một bên là nhạc sĩ, đúng, ca sĩ, một bên là đi vô chứ thiệt. What? Đi vô, mỗi lần bước ra sân khấu là người ta đủ đi vô. Rồi là đi vô. Ok mọi người. Dạ, yeah, âm nhạc. Âm nhạc. Mika có đi karaoke bao giờ chưa? Có chứ. À, bài nào Mika hay hát nhất ở trong karaoke? Mika rất thích hát Britney Spears. Britney Spears. Yeah, yeah. Bác La đi karaoke chọn bài gì? Anh hát hết Thương Cạn Nhớ. À, hết Thương Cạn Nhớ hả? Một đêm hát 10 lần bài hết Thương Cạn Nhớ mà đứng hát một mình bấm hoài trong khi phòng rất là đông. Tập luyện. Ôi, có tâm lý, tâm trạng đúng tập không? Tập luyện, mình tập luyện. Nếu như đã có kinh nghiệm đi hát karaoke, yeah, chắc chắn sẽ là lợi thế trong câu này. Chúng ta sẽ phải hát karaoke điền vào ô trống. Quá dễ, mọi người cứ tin tưởng ở Ngân. Tin tưởng ở Ngân. Để Ngân. Bài hát Hành Trình Trên Đất Phù Sa. Âm nhạc bắt đầu. Chim tung bay hỗn gian trong bình minh, chân cô đơn áo phong sương hành trình. Từ Long An mọc hoa Mỹ Tho xuôi về Gò Công, tiếng giang ngút ngang như một tấm thảm lụa vàng. Hay quá. Tiếp kìa, ông nội con kìa. Thương em tới ở xa bà ba, trên lưng trâu nước da nâu mặn mà. Hỏi cây lúa tôm tươi sông bồi phù sa, đẹp duyên tháp mười quên đời tao từng vui cười. À câu này dễ ha. Quýt gì nè? Quýt gì nè? Vô. Quýt cái bè nổi tiếng ngọt ngay, ai ăn rồi nhớ mai miền hát Tây. Ngô ngô ghê gái miền Tây má hay hay, chất phát bao đời bao thế hệ. Phù sa ơi đậm đà quê hương. Này ô. Một tràng vỗ tay, một tràng vỗ tay. Một tràng vỗ tay. Gái miền Tây má đỏ hay hay, nhưng chưa biết đúng hay sai. Về. Vậy cũng vỗ tay chứ. Vỗ tay tại vì hát hay quá, hiểu không? Em thấy hát nó vần cái miệng lắm. Mau không có vô. Người ta nha, ở miền Tây là người ta hồi xưa là kiểu là miền Tây sông nước, cầu nhiều mà lên cầu cứ dày. Gọi là đáp thôi. Sao mà tay đâu mà dịnh tôi không hiểu nữa. Giờ người ta chèo như vậy đó. Điền vào ba từ khóa đúng hay sai đây? Em nghĩ là đúng. Đúng không chúng ta? Đúng. Đúng. Tin bạn. À, sao mặt anh hoang mang quá vậy? Em là nhạc sĩ mà hát bài này không đúng nữa thôi luôn đó. Và đây là một đáp án. Chính xác, chúc mừng. Và bây giờ sẽ là lượt chơi thuộc về đội Sinbad và những người bạn. Xin mời các bạn đến với chủ đề ngẫu nhiên nhé. Xin mời. Trời ơi. Ngôn ngữ. Ôi trời ơi.
ngôn ngữ là toàn là chiến thần ngôn ngữ ở bên kia không? Tự tin không Jordan? Sẵn sàng rồi. Sẵn sàng rồi. Simbeth và những người bạn đang rất tự tin. Và bây giờ chúng tôi sẽ thách đố các bạn bằng một đoạn nhạc sau đây. Xin mời. Phần điệp khúc vừa rồi của bài hát Bossy Bo có bao nhiêu cặp từ theo biện pháp nói lái trong đoạn nhạc trên? Chúng ta sẽ có 4 phương án gợi ý như sau: A là 2, B là 3, C là 4 và D là 5. 1 phút thảo luận bắt đầu. Hay lại trời trong xanh như thế anh vẫn cầu mày, thật lòng em chắc có nên cầu mày. Là 1 cặp hao gầy, chỉ là sao tiếng Anh hay gào là 2. Ba. Hết cái giờ rồi. Bốn á. Ba. Bốn. Chơi lật bạc luôn. Ba. Bốn. Bây giờ nè, hỏi cho đình nè, cho đình. Bây giờ ba hay bốn? Đúng. À bốn. Xin lỗi. Cara nghĩ là ba. Xe bốn. Bốn. Đáp án là xe. Đáp án là C 4. Thế nhà mình thì sao? Nếu như được lựa chọn, Mika lựa chọn phương án nào? Mika là một người thông minh thì Mika không biết, Mika hỏi các bạn. Cho nên theo các bạn. Không biết thì hỏi, đúng rồi. Nếu như để đội chúng tôi chọn, đội chúng tôi sẽ quyết định tin theo Kara là 3. Là 3. Không, em thì ngược lại, em thì không tin Kara lắm. Nếu như mà em bên đội đó, Kara nói gì em nói ngược lại. Hơn nó không chung đội đó. Ngân này nó bị yếu thì sao á, vậy nó không có biết tâm chứ lý gì hết. Tình nhau, không tình nhau nha. Người ta cố tình chọn Kara là để cho lỡ mà Will trả lời sai thì đội nó lục đục, hiểu chưa? Tự nhiên là không có biết cái gì hết rồi. Phạm Đình thấy Ngân không hiểu, nhưng người yếu là Phát La. Yếu quá. Ngân này nó bị yếu thì sao á? Yếu quá. Yếu quá. Yeah. Đáp án của chương trình đó là 4. Chúc mừng. Yeah. Câu mày cầu may là 1 ha, hao gầy hay gào là 2 ha, khơi mào rồi khao mời là 3, và buông lơi là bơi luôn, đúng không ạ? Các bạn hiểu bo xì bo là gì không? Kara em làm là cái bo xì ấy. Thôi bạn Kara không có chơi với bạn bo xì. Trời ơi. Thì thôi không chơi thôi, bo xì. Đó. Ủa tiểu phẩm kỳ vậy? Đây là bo xì bo. Bo xì đó. Ví dụ lát nữa anh em mà đối thủ của mình thua và hơi buồn thì không muốn chơi nhau nữa thì họ bo xì bo. Bo xì luôn, đúng. Chắc là Jordan nói về tương lai của Jordan. Không được như vậy về nhóm của mình, không bao giờ cả. Rất là slay. Dậy quá rồi, dậy quá rồi. Chúng ta sẽ đến với chủ đề tiếp theo ngẫu nhiên dành cho đội tuyệt vời quá. Xin mời. Trời ơi, tưởng trời gì ẩm thực. Chúng tôi sẽ mời đội chơi thưởng thức món ăn này ngày hôm nay. Xin mời, món ăn gì? Lên. Ủa, được ăn hả? Wow. Nếu như là người Việt Nam thưởng thức món ăn Việt Nam, trả lời câu hỏi này thì rất dễ, đúng không ạ? Cho nên chúng tôi đang muốn thách đố các bạn người chơi nước ngoài. Cho nên là mời Mika vào đây. Trước tiên là sẽ dùng bữa chứ hả? Dạ, mời Mika thưởng thức. Dạ, mình ăn luôn. Đói quá. Cảm ơn chương trình. Rất ngon. Dạ, ok. Mika thấy sao? Ngon không? Mika thấy rất ngon, rất là tươi. Có thịt. Không nên nói. Không nên nói, đúng. Có nhiều nguyên liệu. Có nhiều nguyên liệu. Nguyên liệu Mika không. Đúng không, rồi, tốt lắm. Mika không được miêu tả nhưng mà có nhiều nguyên liệu. Câu hỏi dành cho đội tuyệt vời quá như sau: trong món ăn này có chứa những nguyên liệu gì? Trời ơi. A. Bánh phở, thịt lợn, đậu hũ, rau xà lách. B. Bánh phở, thịt lợn, rau thơm, dưa chuột. C. Bánh phở, thịt bò, rau thơm, rau xà lách. Và D. Bánh ướt, thịt bò, đậu hũ, rau thơm. Tofu. 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 Đâu có đâu đúng không? Nếu mà không có thì mình loại. Nè, hồi nãy nãy Mika ăn là có xà lách đúng không? Là chỉ còn đáp án A với C thôi. 5. Dưa chuột là cucumber. 4. Cái này 3. Là có xà lách mà. Có xà lách, có xà lách, có xà lách. Thì làm sao B được? 1. Thì là... Xin mời. Phương án nhà mình là gì? C. C. 100%. Và đáp án C là một đáp án chính xác. Chúc mừng.
Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt chơi của đội Simet và những người bạn. Xin mời chủ đề. Cái chủ đề mà mình né luôn. Tính ra luôn á. Thật sự nha, em rất là ít đi du lịch mà thậm chí đi là những nơi quen thôi. Bản thân em rất là không thích đi du lịch ở một nơi đó quá lâu, hơn một tuần. Em bị khó chịu, em muốn đi về nhà, về Việt Nam. Tại vì kiểu như mình đi tiện bỏ nhà cửa nửa tháng, một tháng, hay là có nuôi cún này nọ nữa, anh ra là kiểu như đi châu Âu hay châu Mỹ rồi là thua. Là một lần nữa Will lạc đề. Đây là nhà ta cho nên chúng tôi hỏi về Việt Nam. Yeah. Hòn đảo nào có lối đi giữa biển? Quá dễ. A. Lý Sơn, B. Côn Sơn, C. Điệp Sơn và D. Sơn Dương. Tôi biết. Thật khốn. Dù không đi nhưng tôi đi qua màn ảnh nhỏ và những tờ báo. Tuyệt vời. Đúng. Thế là tôi chọn câu C. Đó là Điệp Sơn. Tự tin bao nhiêu phần trăm? Tự tin quá rồi. Tự tin rất nhiều phần trăm. Bình thường á, nếu mà lúc mà nước biển dâng lên á thì sẽ không thấy rõ, nhưng mà tới chiều á, nước mà rút á thì sẽ thấy rõ cái đoạn đường ở giữa đảo đi thẳng qua mấy cái đảo luôn với nhau nè. Đây là đáp án của mình. Yeah. Quyết định là C. C, Điệp Sơn. Dạ, yeah, mình tin tưởng bạn mình. Đúng không ạ? Nếu mà không đúng thì thả bạn xuống sông luôn. nếu mà không đúng thì bỏ xì luôn. Bỏ xì luôn. Thì đồng ý hợp lý luôn. Chúng tôi xin được thông báo đáp án. C là một đáp án. Chính xác. Hay quá anh Will ơi. Quá hay Will ơi. Sai chứ. Đây là quần đảo Điệp Sơn nằm ở Vạn Giã, Khánh Hòa. Và nổi tiếng với cái con đường này hơn 700m, nằm dưới mặt nước là 0,5m. Chúc mừng một điểm dành cho đội Sinbad và những người bạn. Hiện tại chúng ta đang có tỷ số là 2-2. Câu này sẽ là câu quyết định nhé. Chủ đề thuộc về đội Tuyệt Vời Quá. Xin mời. Phong tục tập quán. Câu hỏi của chúng tôi như sau. Người Dao Đỏ ở xã Si Lơ Lâu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu có một phong tục được lưu truyền từ xa xưa cho đến ngày nay, đó là phong tục gì? A. Ăn cháo để cầu an. B. Ăn chuối để cầu con. Và C. Ăn trộm để cầu may. Và câu cuối cùng, câu D. Ăn cướp để cầu hôn. Trời ơi! Theo Phát Lan phân tích thì có một cái phong tục là họ thường sẽ là đi cướp cô dâu đó, gọi là bắt cái xong là về phải cưới người đó. Thì cướp vợ đó, bắt vợ. Thế là người ta ở miền Bắc phải không? Đúng. Mọi người đồng ý? Đồng ý. Dạ. Yeah. Mình chốt đáp án đi ạ, à. Đó là D. D. Dạ, tới đội nhà mình rồi ạ. À. Bên kia đã lựa chọn phương án là D. Thế bên mình được quyền lựa chọn phương án ngoài D. Các bạn lựa chọn phương án nào? Nếu mà thôi thì mình nghĩ là chọn câu C đi. Tại sao ăn trộm để cầu may thôi? Ăn trộm là một hoạt động lén lút. Nếu như mình không phát hiện được là mình thoát luôn là mình rất may mắn rồi. Ôi dạ. Hợp lý. Em đúng không? Đúng không? Đúng. Đúng không? Bây giờ nè, em đi ăn trộm ở nhà anh, anh xù mới ăn trộm. Anh mình xù ngủ. Ví dụ. Nếu như đang ngủ đi, đang ngủ đi. Vô lấy đồ cái mình xù giật mình dậy. Xui rồi, bị phát hiện. Bắt lại, xui. Nếu mình xù ngủ luôn không dậy là sao? Will quá may mắn. Ê không không. Ngủ tới lúc thức dậy chứ ngủ luôn không được. Ừ. Ăn trộm để cầu may. Đúng. Châu Đình có tin vào gợi ý của Will hay không? Và mình lựa chọn phương án C hay là mình lựa chọn phương án nào? Câu C. Câu C nhá. Will, mình tin Will nhé. Dạ, đồng ý. Tại vì lúc trước Will chọn đúng khi mà mình chờ chủ đề du lịch, đúng không? Dạ. Một bên lựa chọn C, một bên lựa chọn D. Đáp án chính xác nằm trong hai phương án này. Ồ, dĩ nhiên là D rồi. Yeah. Và đối với người Dao Đỏ Lai Châu thì việc ăn trộm để cầu may là một cái phong tục rất mời tới đây. Xin được chào mừng cái này đáng đại luôn chứ. Thấy hả? Thật á? Sao ạ? Đây nè, ăn trộm để cầu may nè, về. Ừ. Vào những ngày đầu năm mới thì người Dao Đỏ cùng nhau diễu hành qua các ngôi nhà và đi tới đâu họ cũng đều tìm một cái cách ăn trộm một cái vật gì đó của gia đình mà mình vừa đi qua. Vì họ tin rằng khi mà lấy trộm được càng nhiều thì năm đó họ sẽ càng may mắn. Nhưng mà trong lúc lấy trộm mà bị gia chủ phát hiện thì sẽ bị phạt rượu. Và năm đó được xem như là không may mắn đối với người ăn trộm. Nên là không bị phát hiện. Đúng rồi, phải không bị phát hiện những cái món đồ nhỏ nhỏ thôi. Còn nếu bị phát hiện thì bị phạt rượu thôi. Hiện tại đội chơi đang tạm thời chiến thắng ở vòng 1 và có lợi thế. Xin được chúc mừng Sinbad và những người bạn. Chúc mừng các bạn. Đây là hơn á. Cùng khám phá những nét văn hóa trên khắp thế giới vào 20:30 tối thứ hai hàng tuần trên VTV3.